Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của sắc giới, thế nào là tướng Pháp giới của thanh hương vị xúc Pháp giới, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sắc giới đó là pháp giới của sắc giới pháp giới của sắc giới này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của sắc giới cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thanh hương vị xúc pháp giới đó là pháp giới của thanh hương vị xúc pháp giới pháp giới của thanh hương vị xúc pháp giới này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của thanh hương vị xúc pháp giới các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng pháp giới của nhãn thức giới thế nào là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn thức giới đó là pháp giới của nhãn thức giới pháp giới của nhãn thức giới này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của nhãn thức giới cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới đó là pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của Nhãn Xúc, thế nào là tướng Pháp giới của Nhĩ Tĩ Thể Thân Ý Xúc, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn xúc đó là pháp giới của nhãn xúc pháp giới của nhãn xúc này không đạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của nhãn xúc cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ tĩ thể thân ý xúc đó là pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xúc pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xúc này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xúc các đại Bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn